Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại đến với một cái chủ đề khác. Mình có thói quen là mỗi sáng mình chỉ chia sẻ cho bạn một đoạn nhỏ thôi, vài phút, 5 phút bạn ấy cố gắng review. Các bạn thấy hôm nay mình mặc một cái áo, các bạn thấy khác không ạ? Nó có một cái chữ rất là đặc biệt là chữ Read That. Cái chữ Read That. Read That nghĩa là cái gì ạ? Người bổ dầu. Và mình cũng rất là may mắn. Mình nhớ cái năm nào nhỉ? Hình như là năm 2010. Cái này cũng 7 năm hơn rồi. Thì cái dịp đó đến Singapore tham gia một chương trình. Và được gặp tỷ phú Kate Cunningham cùng Robert Kiyosaki và cái người bố mà viết cái quyển Dạy Con Làm Giàu á. Ok mà, thì mình được tặng cái áo này. Cái áo này là chắc có lẽ ông làm từ bên Mỹ. Và ông mang qua, và từ đó đến nay thì mình cũng thường xuyên mình mặc, nó giúp cho mình nhớ rằng là chúng ta cần phải phát triển con người. Thì hôm nay mình lại quay lại bạn cái chủ đề này. Thì các bạn biết là mình hay hỏi các bạn mà, thì các bạn ra khởi nghiệp mà, thì chừng cuối cùng mình cũng phát hiện ra một cái lý do lớn nhất là các bạn sợ thất bại. Cái sợ thất bại đó của người bạn nó lớn quá. Các bạn nhận ra điều này chưa? Mà các bạn biết khi mà các bạn làm gì mà tự nhiên cái tư duy thất bại. Ok, cái tư duy thất bại nó ở trong đầu của bạn trước đó. Các bạn biết không? Mình có một cái game. Và mình hay yêu cầu các bạn này, chặt cái chai viết này, gãy cái chai viết này bằng một ngón tay như vậy này. Các bạn thấy không? Thì lúc đầu là nhiều người không dám sợ. Nam thường nói nữ sợ. Họ không có dám chặt gãy cái viết này. Tuy nhiên các bạn có những bạn họ lên họ chặt không gãy lúc đầu, họ chặt không gãy được là bởi vì trong đầu họ nó sợ. Nhưng mà họ nói là một lúc đó em tập trung em không sợ, nó làm có bụp cái nó gãy. Họ không ngờ là nó gãy luôn. Các bạn nên là cái nỗi sợ, khi mà cái nỗi sợ bạn nó, mà các bạn sợ lên nó tiết ra một cái chất mà nó làm cho con người bạn nó bủn rủn, tay chân nó yếu đi mất. Cái năng lượng bạn yếu mất là vậy. Thì bây giờ mình nói là tại sao bạn sợ thất bại, bạn không ra khởi nghiệp mà lại tính cho bạn này. Mình gặp rất là nhiều bạn ra làm các bạn, cho tới hiện tại mức lương khoảng từ 5-6 triệu một tháng, 7 triệu một tháng, hỏi lương nhiều, 5-6 triệu một tháng, học ra trường, công tình học ra trường á, thì cuối cùng á ngồi cả một tháng thu nhập 5-6 triệu một tháng. Các bạn thấy vậy mà ráng cố gắng ngồi đó như thế nào ạ? Bây giờ mình tính này, 5-6 triệu một tháng thì tính ra thì khoảng 1.250.000 một tuần, đúng không? Một tuần các bạn sẽ kiếm được này, mình đổ đồng ra, và một ngày thì nó khoảng 180 đồng. Các bạn nói giờ ngày đó bạn sống 180 đồng đó, bạn được lãnh 180 đồng đó, và bắt đầu bạn ngồi bạn chờ đó. Ok chưa? Vậy thì bây giờ mình hỏi này, vậy ai đang trả cho bạn cái khoản tiền này? Ai là người trả tiền cho bạn khoản tiền này? Dĩ nhiên là khi mà bạn đi làm công ty thì ông chủ ông luôn nói với câu nó như thế nào khách hàng trả tiền cho bạn. Ok chưa? Nhưng mà bạn có thấy khách hàng móc tiền trả cho bạn không Không, mà ai trả? Ok, chính ông chủ ông trích tiền từ cái tài khoản của ông. Nhưng mà thậm chí ông cũng khôn lắm, ông không có trích tiền từ tài khoản, ông trích tiền từ tài khoản công ty. Mà tài khoản công ty đó là chủ ai? Của ông. Các bạn chưa? Mới trích tiền đó, mới trả lương cho bạn. Vậy thì câu hỏi đặt ra tiếp, tại sao ông trả tiền cho bạn? Chúng ta hãy hỏi cái đó, tại sao ông trả tiền cho bạn? Thì bạn có thể là trả lời theo lý do là tại vì mình làm việc cho ông, ông trả tiền cho mình. Ok chưa? Đúng, làm việc cho ông trả tiền cho mình. Vậy bây giờ một cái câu hỏi khác mình đặt ra nè, vậy thì nếu mà mình không làm việc cho ổng, hoặc là mình không đi làm, thì bạn có khả năng làm ra được cái khoản tiền này không ạ? Các bạn nhận ra điều này chưa? Mình đặt một cái câu hỏi khác, tại vì mình làm cho ổng nên ổng trả tiền cho mình, nhưng mà câu hỏi đó là tại sao mình phải làm cho ổng? Ok chưa? Và tại sao làm cho ổng ra tiền? Tại vì vậy thì ổng trả tiền cho bạn, ổng có lợi không? Chắc chắn là có lợi. Điều đó đồng nghĩa là cái gì ạ? Đồng nghĩa là nếu ông chấp nhận trả và cho bạn một ngày 180.000 đồng thì chắc chắn một ngày bạn sẽ làm nhiều hơn. Cho các bạn nhận ra điều này chưa? Bạn sẽ làm nhiều hơn, rồi ông trả cho bạn rồi ông mới co lại. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy thì bây giờ này, nếu một ngày nào đó mà lên công ty và ông nói là ông không nhận bạn nữa, thì bạn có 180.000 hoặc không? Vậy thì bạn phải làm gì để làm 180.000? Tự nhiên bạn tự lao ra bạn làm, có phải như vậy không? Bạn ta lao ra bạn làm,
Và lúc đó bạn làm, bạn mới phải hiểu rằng là không có đi làm công ty thì chúng ta vẫn cứ tự làm, rồi khởi nghiệp là bước, cái bước đầu tiên của khởi nghiệp là, các bạn biết không, khởi cái bước đầu tiên của khởi nghiệp nó không phải gì là to lớn đâu. Bước đầu tiên của khởi nghiệp là tự làm cho chính mình, tự nuôi sống mình, rồi mình nuôi sống được mình rồi bắt đầu cái công việc đó mới nhiều lên, rồi chúng ta mới như là tuyển nhân viên, là công ty nó mới lớn mạnh lên. Cái bước đầu tiên của khởi nghiệp đó là vậy. Ok bạn, rồi đó là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, xem như bạn ra khởi nghiệp mà một thời gian bạn thất bại đi, bạn làm không được, bạn dở hơn đó, và bạn mất rất là nhiều thời gian, sau đó bắt đầu bạn thất bại thì sau đó bạn đi xin việc lại. Các bạn nên nhớ này, cái ngày đầu tiên mà bạn đi phỏng vấn lại, bạn ngồi bạn đi xin đi làm lại á, ngồi phỏng vấn lại thì bạn mới bắt đầu, bạn mới phát hiện ra những điều nó rất là tuyệt vời. Lúc này bắt đầu bạn mới học, à đúng rồi, công ty này nó thành công là nó như thế nào ạ? À, nó có cái quy trình phỏng vấn nhân sự rất là bài bản. Lúc này nó giúp cho bạn học được rất là nhiều. Rồi bạn vào công ty đó, bạn quan sát, à cái cách họ làm có thể nào, bạn học được rất là nhiều điều. Khi bạn đã thất bại rồi, bạn vào bạn làm lại, bạn học nhiều điều lắm. Các bạn có hình dung ra điều này chưa? Và chính cái sự mà bạn như thế nào ạ? Cái sự mà thất bại trước đó nó giúp cho bạn học một khối tài liệu luôn. Bạn review lại, và sau một thời gian bạn bắt đầu bạn ra, bạn làm lại, bạn khởi nghiệp lại, bạn mới biết rằng là bạn phải đi đâu, từ đâu và bạn phải làm cái gì. Các bạn không? Nên là cái thất bại này nó hay lắm. Không có gì mà phải sợ hết. Cái thứ ba mọi người không ra khởi nghiệp là bởi vì bạn nghe quá nhiều lời khuyên. Ai khuyên gì cũng nghe. Ok chưa? Nhưng mà lời khuyên mà giúp cho bạn phát triển thì không có. Lời khuyên nó họ nói mày đừng cứ nên làm, mà đừng tôi nói mày rồi, cái bạn nhung ra điều này, mày phải nghe lời tao, rất là rủi ro đấy. Cái lời khuyên như vậy thì nhiều, mà các bạn càng nghe lời khuyên vậy thì nó như thế nào, nó mất cái năng lượng của bạn rồi. Nghe lời khuyên nhiều quá, cái đầu bạn nó phải xử lý nhiều quá, à nó làm cho bạn không còn thông minh mên mẫn nữa. Nó là hãy luôn có mục tiêu và biết mình muốn gì, à và tập trung đó đi. Dĩ nhiên các bạn vẫn đi tìm những lời khuyên của những người mà họ đã làm được, họ đã thành công. Ok, tư duy họ rất là tích cực, họ luôn muốn bạn đi về phía trước, hãy đi tìm lời khuyên đó. Còn những cái lời khuyên mà giữ bạn lại thì thôi, chúng ta tránh đi. À, và mình luôn nói, thất bại trong khởi nghiệp nó không có chết, đi băng qua đường nó nguy hiểm hơn. Nên hãy an tâm ra khởi nghiệp đi bạn, dù có thất bại nó cũng đã lắm. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều.